Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tổng Trọng còn muốn biến Pháp Đình Việt Nam trở thành sân khấu hài đến bao giờ. Vào ngày 3 tháng 1 năm 2024, Tòa án Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử 38 bị cáo trong vụ án công ty Việt Á nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19. Theo dự kiến, phiên tòa sẽ kéo dài khoảng 20 ngày. Trong số 38 người bị truy tố, có nhiều cựu quan chức cấp cao như hai cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long và Trung Ngọc Anh, cựu Bí thư Hải Dương, cựu Ủy viên Trung ương Đảng Phạm Xuân Thăng. Ngoài ra, còn có nhiều quan chức lãnh đạo khác thuộc Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công nghệ, cũng như các giám đốc, các cán bộ của CDC các tỉnh, thành phố liên quan. Các bị cáo trong vụ án này đã bị truy tố và đưa ra xét xử về các tội danh như đưa hối lộ, nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi. Cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng được đề nghị giảm án từ chung thân xuống 20 năm. Dư luận xã hội trước phiên xét xử cho rằng đại án Việt Á chưa xét xử, nhưng nhiều dấu hiệu cho thấy Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam và ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tìm mọi cách để giải cứu các quan tham. Dựa trên kết quả 2 ngày đầu xét xử phúc thẩm vụ án chuyến bay giải cứu, theo tường thuật của truyền thông nhà nước, giới quan sát nhận xét có nhiều dấu hiệu bất thường về việc chạy tội trắng trợn cho các quan chức phạm tội, bất chấp công luận. Cụ thể, cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng bất ngờ nhận tội và nộp lại 18,8 tỷ đồng, lập tức được đề nghị giảm từ chung thân xuống 20 năm. Lý do mà Viện Kiểm sát đưa ra là Hoàng Văn Hưng đã thừa nhận hành vi của mình, thể hiện sự ăn năn hối cải. Vẫn theo Viện Kiểm sát, bị cáo Hoàng Văn Hưng đã thay đổi nội dung kháng cáo từ kêu oan sang xin giảm nhẹ hình phạt và cung cấp thêm một số tình tiết giảm nhẹ như có hai bác ruột là liệt sĩ. Phần thứ hai là đáng chú ý, mặc dù không có kháng cáo, nhưng cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn vẫn được Viện Kiểm sát chủ động đề nghị giảm thêm từ 6 đến 12 tháng tù. Theo Viện Kiểm sát, bị cáo Hoàng Văn Hưng đã thừa nhận hành vi phạm tội, khắc phục toàn bộ hậu quả. Đây là thành tích công sức rất lớn của bị cáo Nguyễn Anh Tuấn đã giúp cho hậu quả của vụ án được khắc phục nên được xem xét giảm án. Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án chuyến bay giải cứu. Thứ ba, với cựu Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng, Viện Kiểm sát thấy rằng bị cáo đã đưa ra các tình tiết giảm nhẹ, bản thân bị cáo có nhiều bằng khen, giấy khen và đã thực hiện xong nghĩa vụ khắc phục hậu quả. Đồng thời, Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao có văn bản xin tòa giảm nhẹ hình phạt. Kết quả, Viện Kiểm sát phân tích và đề nghị chấp thuận kháng cáo giảm một mạch từ 16 năm tù xuống còn có 12-13 năm tù. Đối với bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan, cựu Cục trưởng Cục lãnh sự, phiên sơ thẩm khẳng định bị cáo Lan đã chủ động tạo áp lực với đối tác, ép họ phải đưa hơn 20 tỷ đồng tiền hối lộ và tòa sơ thẩm đã tuyên án chung thân. Nhưng tại phiên tòa phúc thẩm chiều ngày 25 tháng 12, Viện Kiểm sát lấy lý do bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan và gia đình đã cung cấp thêm một số tình tiết giảm nhẹ như gia đình có công với cách mạng, có văn bản của Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao xin giảm nhẹ hình phạt và bị cáo cũng đã thành khẩn nhận tội. Vì vậy, Viện Kiểm sát đề nghị tòa phúc thẩm chấp nhận kháng cáo, đề nghị giảm án từ tù chung thân xuống 20 năm tù mặc dù bị cáo Lan nhận hối lộ 25 tỷ đồng, nhưng đến nay mới khắc phục hậu quả có 1 tỷ đồng. Cũng không thấy Viện Kiểm sát đề cập đến việc bà Lan khắc phục hậu quả ra sao. Theo giới quan sát, người được cho là thiệt thòi nhất trong vụ chuyến bay giải cứu đó là bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu thư ký của Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên. Bị cáo Kiên vẫn bị Viện Kiểm sát đề nghị tuyên án chung thân. Lý do mà Viện Kiểm sát đưa ra là Phạm Trung Kiên có hành vi vòi vĩnh, nhận hối lộ nhiều lần, tức là tới 253 lần, với số tiền đặc biệt lớn lên đến 42,6 tỷ đồng, nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo. Bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội, bị dẫn giải ra tòa. Được biết, Phạm Trung Kiên và gia đình nộp đầy đủ tiền khắc phục hậu quả, tổng số 43 tỷ, nhưng đại diện Viện Kiểm sát vẫn không chấp nhận kháng cáo. Trong khi bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan nhận hối lộ hơn 25 tỷ đồng nhưng mới khắc phục hậu quả được 1 tỷ, vẫn được đề nghị giảm án từ chung thân xuống còn 20 năm. Việc luận tội khác nhau một trời một vực giữa hai bị cáo Phạm Trung Kiên và Nguyễn Thị Hương Lan của Viện Kiểm sát khiến công chúng chỉ biết lắc đầu.
cũng xin nhắc lại, theo quy định của pháp luật Việt Nam, việc nộp lại tiền do bị cáo phạm tội mà có là điều bắt buộc, không được sử dụng làm tình tiết để giảm nhẹ bản án. Công luận thấy rằng nguyên xử phúc thẩm vụ án chuyến bay giải cứu đã cho thấy tòa án không khác gì một sân khấu hài kịch, cười dưới nước mắt về sự tùy tiện của những kẻ thực thi luật pháp. Và một điều rất rõ, vụ án này đã bị ma lực của đồng tiền chi phối. Đại án Việt Á tới đây rồi cũng đi theo vết xe đổ này mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Tổng Trọng còn muốn biến pháp đình Việt Nam trở thành sân khấu hài đến bao giờ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chống tham nhũng hay tham nhũng, đâu là chủ trương lớn của Tổng Trọng? Công cuộc đốt lò của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được khởi xướng sau Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12 vào năm 2016. Kể từ đó cho đến nay, lò của ông Trọng đốt hoài, đốt mãi vẫn không hết củi. Nó đã khiến cho công luận nghi ngờ và đặt câu hỏi rằng chống tham nhũng hay tham nhũng là chủ trương lớn của Đảng đây. Tờ báo Chính phủ Online vào ngày 11 tháng 12 đưa tin Đại án Việt Á vào ngày 3 tháng 1 năm 2024 xét xử 38 bị can. Bản tin cũng cho biết Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã ra quyết định vào ngày 3 tháng 1 năm 2024 sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hai cựu bộ trưởng và 36 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công nghệ cùng các đơn vị liên quan, dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 20 ngày. Theo đó, tất cả các bị can, bị cáo liên quan đến Việt Á đều bị triệu tập đến tòa. Hội đồng xét xử phiên tòa này gồm 5 người, 2 thẩm phán, 3 hội đồng thẩm nhân dân, thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa phiên tòa. Đại án Việt Á vào ngày 3 tháng 1 sẽ xét xử. Lâu nay, vấn đề tham nhũng trong bộ máy của Đảng và Nhà nước Việt Nam là một vấn đề nhức nhối, đang có dấu hiệu mất kiểm soát. Tình trạng quan chức, công chức, viên chức ăn không từ một thứ gì của dân, như lời cựu Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan công khai phát biểu là có thật. Có nhiều lý do để biện minh cho tình trạng này như đồng lương không đủ sống hay cán bộ không tham nhũng thì sống bằng gì. Nhưng trên thực tế, những biện minh đó khó có thể thuyết phục. Theo giới chuyên gia, nguyên nhân chính là cơ chế kiểm soát đã bị vô hiệu hóa. Bất kỳ vụ tham nhũng nào từ thượng tầng lãnh đạo cho tới cấp phường, cấp xã, các quan chức tham nhũng đều có kẻ chống lưng hay ô dù ở cấp cao hơn. Đáng chú ý, rất nhiều kẻ tham nhũng cộng cán là lãnh đạo cấp cao dù đã bị phát hiện trong một thời gian dài vẫn không bị xử lý. Dư luận cho rằng nếu được Tổng Bí thư dung túng che chắn thì việc gì phải sợ ai đây. Tham nhũng hiểu đơn giản là những hành vi ăn cắp tài sản của nhà nước, tức là của nhân dân để mà trục lợi cho cá nhân, cho người thân. Nhưng tham nhũng không chỉ là việc hành vi ăn cắp tài sản, tiền bạc của công, mà hiện nay rất nhiều người đã lợi dụng chức vụ quyền hạn hoặc nhiệm vụ được giao để vụ lợi dưới hình thức tham nhũng quyền lực. Đây là điều phổ biến và cũng là lý do vì sao trong bộ máy của Đảng và Nhà nước Việt Nam có rất nhiều cá nhân không xứng đáng, không đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, nhưng lại chiếm giữ rất nhiều vị trí quan trọng. Phiên tòa xét xử vụ án chuyến bay giải cứu. Vậy ai là người đã đưa bọn sâu mọt lên tới hàng chục ngàn người vào các ghế lãnh đạo từ cấp thấp đến cấp cao trong Đảng? Câu hỏi cũng là câu trả lời. Chuyện lớn và tài đình như thế ai ai cũng biết cả. Chuyện tham nhũng quyền lực thì không ai có mặt ông Tổng Bí thư. Xu thế chung chống tham nhũng trên toàn cầu đều phải áp dụng các biện pháp thượng tôn pháp luật, tư pháp độc lập, báo chí tự do và các tổ chức xã hội dân sự tham gia giám sát. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người điều hành cơ quan chống tham nhũng của Trung ương Đảng, nhưng khi chưa chống tham nhũng đã lo tà tự đánh tà hay là đánh chuột sợ vỡ bình, rồi cần phải mở đường cho đồng chí của mình rút kinh nghiệm, vân vân. Nhìn vào thông báo kết luận số 20 vào ngày 8 tháng 9 năm 2022 khi đó của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật,
thì rõ ràng đây là chủ trương để cứu lãnh đạo tham nhũng. Một câu hỏi đặt ra là người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam có thật lòng chống tham nhũng hay không? Trong các đại án đưa ra xét xử gần đây như vụ chuyến bay giải cứu đã xét xử hay đại án Việt Á sắp đưa ra xét xử, kết luận điều tra của Bộ Công an đều cố ý bóp méo số tiền nhận và đưa hối lộ. Ví dụ vụ Việt Á, theo lời khai ban đầu, Phan Quốc Việt đã chi tới 800 tỷ cho việc bôi trơn cho các quan chức trong cả nước. Song kết luận điều tra đã giảm bớt, cuối cùng chỉ còn có 106 tỷ. Vậy thì con số chênh lệch tới 700 tỷ đã biến đi đâu hay chui vào túi ai? Một vấn đề quan trọng hơn liên quan tới một câu hỏi rất đơn giản, rất dễ trả lời giải đáp nhưng vẫn luôn bị né tránh. Đó là câu hỏi ai là chủ cuối, ai nắm giữ 80% cổ phần của công ty Việt Á và tại sao Bộ Công an đến hôm nay vẫn không có câu trả lời. Điều đó liên quan gì đến chủ trương phân hóa nội bộ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị? Theo đó, các quan chức tham nhũng có thể được giảm nhẹ hay miễn truy tố nếu không có động cơ tham nhũng hay vụ lợi. Ông Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng mặc dù đã rất già nhưng vẫn cố ngồi thêm một nhiệm kỳ thứ ba, trái với điều lệ của Đảng. Cựu Bộ trưởng Chu Ngọc Anh nhận món quà biếu tới 200.000 đô từ Phan Quốc Việt nhưng được Bộ Công an kết luận là không phạm tội nhận hối lộ, là điều rất nguy hiểm. Đó là biểu hiện cơ quan phòng chống tham nhũng Trung ương đã mở ra một tiền lệ quan chức nhận quả biếu sẽ thoát tội hối lộ. Điều đó cho thấy lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ lợi dụng chống tham nhũng để mà đấu đá, kèn cửa lẫn nhau trong nội bộ của Đảng. Còn những kẻ tham nhũng là những người thân cận hay tay chân của lãnh đạo, ban chỉ đạo chống tham nhũng hay lãnh đạo cấp cao thì chưa trở thành vô can. Đó là một trong lý do khiến cho công cuộc chống tham nhũng của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không có hiệu quả. Càng chống tham nhũng thì tham nhũng càng phát triển như nấm mọc sau mưa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin chống tham nhũng hay tham nhũng đâu là chủ trương lớn của Tổng Trọng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de